chứ không có ý nghĩ là để phê phán mà đánh bất cứ một ai cả. Mình nói chuyện đó có một cái chiều sâu và để cho người ta nhìn nhận được cái sự lan tỏa và nhân rộng ra, coi cái phần đúng và cái phần sai. Quý vị cũng đã thấy thầy Thích Minh Đạo thì ngày hôm nay đã chào anh Đại Thành. Thì thầy Thích Minh Đạo hôm nay là xin từ chức giáo hội Phật giáo, thì cũng mới đây là thầy xin hoàn tục để trở về tới cái kiếp sống đời thường. Và mình phân tích chia sẻ cho quý vị nghe cái vấn đề hoàn tục ở đây nằm ở đâu và lý do gì mà thầy phải xin hoàn tục. Thì quý vị biết thầy Thích Minh Đạo vì cái lý do bị sự trừng phạt của giáo hội Phật giáo đưa ra là vì cái lý do là tán thán một cái vị sư đi tu theo hạnh Đầu Đà, tức là ngài Thích Minh Tuệ, thì bị cái sự trả thù của giáo hội Phật giáo đó để bắt cái sự hình phạt nó rất là khắt khe. Thì sau khi đã hết cái hình phạt đó thì ngài trở về cái cuộc sống đời thường, ông trở về cái cuộc sống với chùa chiền và tu viện. Thì chùa chiền tu viện đó thì ông cũng đã mai cái y phấn tảo, thì cái giáo hội Phật giáo không chấp nhận được là sư Minh Đạo mai cái áo y phấn tảo đó. Là sau khi mai cái y phấn tảo đó thì ông ta đã tự làm cái tờ đơn để xin rút ra khỏi giáo hội Phật giáo. Thì quý vị, khi xin rút khỏi ra giáo hội Phật giáo, đó là một cái tát vào mặt của giáo hội Phật giáo rồi. Nhưng sau khi có rất nhiều người họ tấn công, sau khi mà ông đã trở về, ông hết cái sự hình phạt trong 3 tháng đó, thì ông quay về cái tu viện, thì có rất nhiều bà con Phật tử tất cả các nơi để đi đến và cung kính và cúng dường và tán thán, nói chung là đủ thứ tất cả các hành vi. Dạ em chào chị Thanh Tuyền. Thì khi mà bước ra mà có rất nhiều người vây quanh đó, tán thán là em đã nói rồi, trong tương lai sắp tới thầy Thích Minh Đạo sẽ không yên với bên giáo hội Phật giáo, không yên. Thì vừa rồi gần đây thì có sự tấn công quá nhiều vào giáo hội Phật giáo, thì thầy buộc lòng xin hoàn tục. Cái hoàn tục ở đây tôi có hai cái vấn đề để phân tích cho tất cả quý vị nghe. Cái hoàn tục thứ nhất là thầy không chấp nhận dính dáng và mặc cái bộ y phục của giáo hội Phật giáo. Và nếu ở tu viện đó mà ngài đã mặc một chiếc áo y phấn tảo thì chắc chắn giáo hội Phật giáo sẽ không chấp nhận. Không chấp nhận mặc chiếc áo y phấn tảo đó. Và cái thứ hai là ngài đã chấp nhận ra giáo hội Phật giáo là đồng nghĩa với giáo hội Phật giáo cho rằng ngài Thích Minh Đạo là người chống đối lại giáo hội Phật giáo. Thì quý vị thấy đó, những người họ không có nằm trong giáo hội Phật giáo thì quý vị đã thấy chuyện gì đã xảy ra. Họ có thể kiếm chuyện, kiếm cớ đủ thứ hết, làm đủ cách, không sống nổi đâu. Chẳng hạn như quý vị thấy nè, cái gần đây nhất không vào trong giáo hội Phật giáo thì quý vị thấy thầy Thích Tâm Phúc. Thầy Thích Tâm Phúc là người không vào trong giáo hội Phật giáo. Thứ hai nữa là ai? Ông Lê Tùng Vân không vào trong giáo hội Phật giáo. Thứ ba nữa là ai? Là ngài Thích Minh Tuệ không vào trong giáo hội Phật giáo. Thì quý vị thấy những người họ không vào trong giáo hội Phật giáo thì giáo hội Phật giáo đã hành như thế nào? Hành mà thậm chí để cho người ta vô tù và buộc người ta đủ thứ. Buộc người ta ghét tội, cũng như là quy chụp tội người này người nọ để ép một cái tội người này. Làm như vậy là không đúng trong giáo hội Phật giáo, làm thế này không đúng trong giáo hội Phật giáo. Mà trong khi người ta đã không chấp nhận giáo hội Phật giáo, người ta xin rút ra khỏi giáo hội Phật giáo. Thì ở đây Ngài Thích Minh Đạo quyết định là phải xin hoàn tục. Tức là hoàn tục không phải nói là ngài trở về cuộc sống đời thường, nhưng cái hoàn tục ở đây là ngài vẫn tu tập ở tại gia, tức là hoàn tục nhưng mà vẫn tu tập nha quý vị. Thì khi trước hết là, nhưng mà tính ra thì thầy Thích Minh Đạo thầy cũng có cái hay,
Thứ nhất là cái từ tốn, và thứ hai là một cách xử lý nhẹ nhàng nhưng không kém phần gay gắt. Anh chào thợ nhân bữa nay. À vậy hả, sao ai cũng nói em đẹp hết trơn á. Dạ cảm ơn anh Quốc. Sau khi đã chấp nhận ra sinh hoàng tục thì có một cái thằng cha thầy được gọi là thích giải cứu, kêu yêu cầu chính phủ, nhà nước hay giáo hội Phật giáo để vào cuộc để giải cứu những đứa trẻ. Tôi nghe một cái điều đó nó hoàn toàn, nó nghe nó rất chói tai. Những đứa trẻ đó đã từng gắn bó với tu viện đã từ lâu. Ở đây không có ai được quyền. Thì những đứa trẻ này đâu phải là thầy Thích Minh Đạo đã bỏ rơi nó đâu, mà các ông để vào để kêu giải cứu. Một cách giải cứu đó để đánh bại, đánh bại tu viện Thích Minh Đạo, tức là đánh ngay thầy Thích Minh Đạo, là để là kêu tất cả cộng đồng xã hội tẩy chay, bằng cách để tẩy chay cái ngài Thích Minh Đạo này. Tức là giống như cái kiểu như mà hoàng tục rồi lấy đâu để nuôi đứa trẻ. Thì thầy cũng đã có lên tiếng, và thầy đã nói sau khi mà khi tu viện nó đã có thì có rất nhiều bá tánh để đến cúng dường. Thì thầy cũng mua tất cả đất đai ở đó, nhưng mà đất là sổ riêng của thầy, để thầy cho tất cả những cái đứa trẻ mồ côi, đứa nào thầy cũng có hết. Ví dụ đứa lớn nó làm được thì nó nuôi đứa nhỏ, thì có sổ hết. Sau khi những tụi nó, ví dụ như lớn lên nó ở chùa được, nó tu được không được, nó ra ngoài đời nó làm ăn tùy theo. Nhưng mà thầy cũng dành phần lại cho tất cả các đứa trẻ hết. Thì ở đây cái chỗ nào mà cái thằng cha thích đây cái mặt thằng này, không biết thích gì nữa cả nhà. Cả nhà biết thằng cha này là thích thiện thuật hả? À thích thiện thuật nè. Thích thiện thuật là con người này kêu gọi những người đến để giải cứu những đứa trẻ. Tôi thấy nó hoàn toàn nó không đúng các cách giải cứu đó. Tại vì cái ông này một mặt của ổng á là ổng muốn dèm bỉm thầy Thích Minh Đạo. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, giống như bây giờ đang lên lưng ngựa rồi đó, hễ leo thì nó cũng chết, mà nhảy thì nó cũng chết, thôi nhảy buông con ngựa đi, đúng không? Thì để trong cái giáo hội Phật giáo này họ muốn làm gì thì làm, đồng nghĩa với họ trả cái tu viện. Mà cái tu viện đó hồi trước á là của ai? Ai giao? Giáo hội Phật giáo chỉ là người công nhận tu viện, chứ không phải tu viện đó trong giáo hội Phật giáo để đưa cho ngài Thích Minh Đạo để mà ngài xử lý đi. Ngày trước thì ở đó thì đất đai thì tôi không biết từ đâu như thế nào, tôi không biết, chứ ở đó thì họ gầy dựng lên rất nhiều, họ tu bổ vào cái tu viện nó rất là nhiều. Thì ở đâu là giáo hội Phật giáo, giống như cái gì cũng vậy hả? Cái gì là của hải đất ở ngoài là cái đó là của quan hả? Tôi thấy nó làm sao đó, rồi thu hồi này kia lại, rồi những đứa trẻ như thế nào, con người của mình sống nó có gì nè. Thì quý vị có một cái góc nhìn, đó là trong cái giáo hội, tức là người tu. Quý vị so sánh cái người tu với cái người đời đi, nó có cái gì khác nhau? Cái đó là cái người giáo hội là tu không đó nha. Tu từ trên tới dưới, từ ai? Tại giáo hội mà, hội là hội giáo, đồ lại gom tụ lại để tu mà. Mà em có, à vậy đó hả chị Kim Thảo Lê? Dạ không sao, khi nào cũng được chị. Thì quý vị thấy rõ ràng đi, cái đó là mình là người đời nè, mình là người đời, còn họ là người tu đó, nó khác nhau có gì? Sư phụ cho thầy rồi thầy mua thêm. Sư phụ nào? Có nghĩa là ví dụ một cái chùa, ví dụ một cái chùa đi, là của giáo hội quản lý. Một cái tu viện là ở đây người ta không có cho. Ví dụ như có người hiến đất, có người cho đất thì người ta làm lên. Thì cũng như là giáo hội Phật giáo công nhận, tức là cái chùa đó là trong giáo hội Phật giáo, hoặc là cái tu viện. Thí dụ chùa chiền là giáo hội Phật giáo quản lý, còn tu viện thì nó đâu có quản lý, phải không ta? Tôi hầu như là tôi hiểu nó vậy đó nha. Còn ở đây thì thí dụ như, thì con chút xíu nè, thí dụ cái tịnh thất đi, cái tịnh thất rồi lên cái tu viện rồi mới lên tới cái chùa. Cái tịnh thất thì của đơn lẻ của một người đó, ví dụ như tôi mở cái tịnh thất tôi tu cũng được, rồi nó lên được một chút là tu viện, lên chút giống như có tiền chút là lên lớn nữa là chùa, được giáo hội Phật giáo công nhận tha thiết thì đưa tiền cho nhiều giáo hội, mà chùa nào mà tiền mà chuyển ra giáo hội nhiều thì nó được lên cấp bậc chùa.
Tôi thì hiểu sơ sơ vậy, chứ tôi nói thì tôi mới nắm rành cái vụ mà chùa chiền tu viện hay là tỉnh thất gì đâu. Nhưng mà cái khách quan của chúng ta nhìn, nhưng mà đó là cái người tu. Tại sao cái người tu mà lúc nào cũng tranh giành cho nhiều cái quyền lực vậy, tranh giành cho nhau nhiều cái chùa chiền vậy, rồi tranh nhau nhiều cái lợi ích để làm chi vậy? Cái đó là trong giáo hội tu đó. Còn chúng tôi là người đời, mà toàn chúng tôi là người đời, chúng tôi cho đi không mà. Chẳng hạn như là cúng dường cũng là cái phương án để cho các ông. Cúng dường Phật tử, cúng dường Phật tử là người đời, nhưng mà cũng cúng dường cho chùa, cúng dường cho thầy, đúng không? Là người đời chúng tôi cho, nhưng mà chúng tôi còn không tranh giành. Nhưng tại sao giáo hội là người tu mà không cho được người đời một cái gì, mà lại còn tranh giành quyền chức, người tranh giành quyền lực, người chỉ trích nhau để đấu đá với nhau, để dành cho mình là một cái người tu thật, tu giả, để làm chi vậy cả nhà? Em thấy nó có một cái gì đó sai sai đó nha. Nếu mà trong cái giáo hội, nếu có sự việc gì mà xảy ra, nếu thật sự giáo hội trong cái chánh pháp, họ không cần phải xử lý triệt để bất cứ ai. Con người mình sống mình từ bi hoan hỷ mà. Kệ mẹ nó, nó có gì đâu, vậy nó hơn nhau một chút. Giáo hội không phải là cái nơi để, không phải cái nhà tù, mà phải giáo dục người ta bằng cái hình thức nghiêm khắc, đúng không? Còn cái giáo hội là cái nơi gì? Cái nơi từ bi. Mình lấy lòng yêu thương, mình lấy cái sự từ bi ra, mình mới giáo hóa được chúng sanh, chứ không phải là cái nhà tù. Mà ví dụ anh là cái con, cái người đó, để người đó được bảo, giống như cái kiểu như cái người đó quản lý các anh, giống như cái quản lý là gọi là cái nhà tù rồi, không phải là cái tôn giáo. Tôi quản lý anh phải nghe tôi, anh phải chấp nhận tôi, anh không chấp nhận lời đó, anh phải bị hình phạt. Cái đó là không phải là cái giáo hội. Cái đó nó thuộc về là cái nhà tù rồi. Giống như mà đi vô đó là có người cai trị rồi. Còn nói mà tu á, thì cái nhà cái kiểu mà cái kiểu từ bi á, thì anh lấy cái tình yêu thương anh giáo hóa. Không có tình yêu thương thì không giáo hóa được muôn vạn chúng sanh. Cái đó là đâu có tình yêu thương đâu. Cái đó là xử lý theo cách triệt để, cũng giống như xã hội đen vậy đó. Mạnh làm vua mà thua làm giặc vậy đó quý vị. Quý vị thấy rõ ràng không? Giống như tôi lấy cái minh chứng và cái nhân chứng rõ ràng, giống như thầy Thích Minh Tuệ, giống như thầy Thích Minh Đạo đó, thì quý vị cũng luận ra được cái câu trả lời của chính mình rồi. Cho nên cái giáo hội của ngày hôm nay là cái, đây ra không phải là cái nơi tôn nghiêm, không phải là cái giáo hội, mà là đây là gì? Một cái tổ chức để gom nhau, để kêu nhau, để gom quy tụ lại, để đi lừa đảo bá tánh, lừa đảo chúng sanh, để thành lập nhau một cái ban bệ, ỷ cái mình có quyền lớn thì mình triệt hạ những cái đứa nhỏ và những cái người nhỏ hơn mình. Thì tôi thấy nó không xứng đáng trong cái giáo hội đó. Thì nếu giáo hội Phật giáo là để gì làm gì thì hủy cha nó đi, chứ để vậy làm chi? Hello chị, hello Trang. Tôi thấy nó không xứng danh là một giáo hội. Mấy ông không lên tiếng, cái nay cái giáo hội ra cái quyết định này, mà trong khi cái thông tư quyết định nó không có ăn nhầm cái gì chứ, nó không có lạ gì chứ, nó sai trong cái hiến pháp. Chị chào em Tươi. Nó sai trong cái luật định, cái hiến pháp, nó sai trong tất cả, trong cái quy định của tôn giáo. Nhưng các ông cũng vẫn đưa ra, nắm cái quy định đó. Bộ liệu chăng giáo hội Phật giáo các ông á, mở ra để cai trị hả? Thứ nhất các ông đưa ra cái nguồn tin cai, nhưng mà nó cai trị hay lắm nha. Hễ mà cái nơi nào có tiền á, thì chung kiểu như mà đóng góp cúng dường cho giáo hội lớn á, thì người đó miễn tội, vô tội, không có tội. Mà cái nơi nào được tán thán, được ủng hộ và cổ xí giáo hội á, giống như một cái ngôi chùa nào nịnh bợ mà bưng bô giáo hội á, là cái ông đó là trụ trì đại đức. Còn cái ông nào mà nói thật, nói thẳng là không được, đó có tội. Vậy là cái ông để thành lập gom băng bệ nhau để thành lập một cái tôn giáo, giống như một cái nơi, cái xã hội đen vậy đó, để trừng trị và trừng phạt tất cả những cái người lính của mình. Nói đúng quá. Đi đẹp, nghe luôn đi.
tôi thấy nó không xứng danh trong cái giáo hội đó. Cái giáo hội các ông phải từ bi chứ. Bất cứ cái thằng đàn em của các ông có sai, ông đưa nó ra xử cho đúng cái luật. Nếu tất cả những cái thằng nhà sư nó không có phải đến ngày hôm nay đâu. Tại vì các ông cổ suý, các ông bao che những hành vi tàn nhẫn của chúng, đúng không? Còn nếu các ông không bao che thì ngày hôm nay đâu có thằng sư nào nó xàm vậy. Cái lỗi lớn nhất là cái lỗi của giáo hội Phật giáo, chứ không phải cái lỗi lớn nhất của mấy thằng thầy chùa. Lớn nhất của giáo hội Phật giáo. Giống như con anh không biết dạy, thì khi đụng chuyện cái anh ra anh xin lỗi người ta. Nó đi giết người rồi anh đi xin lỗi người ta, anh chịu không? Giờ tôi giết cả gia đình anh xong tôi đứng dậy tôi xin lỗi anh chịu không? Đó, để chỉ có một cái chiêu trò, tại vì đánh vào cái tâm lý, đánh vào cái suy nghĩ của tất cả các Phật tử mà cái kiểu mà sống trong kiểu từ bi. Các ông giáo hóa người ta, các ông giáo huấn người ta, ông dạy người ta từ bi, ông dạy người ta phải từ bỏ, ông dạy. Nhưng bản thân chính các ông là một cái thằng rất là tham sân si. Chào Tú Nga xinh đẹp. Ông chính là một thằng sân si. Tất cả trong giáo hội của ông là toàn bộ là tất cả thằng nào cũng sân si. Sân si cả cái đồng môn của mình, sân si cả cái người lính ruột của mình, sân si hết. Cái đó là những cái đám lính ông đào tạo không chứ bộ, ai sao? Nguyên cổ cái đám lính ông đào tạo, giáo hội đào tạo, hãy mà vô giáo hội là cái đó là lính của mấy ông ơi. Đào tạo ra hết. Bao giờ nếu có sự răng đe trong giáo hội Phật giáo của ông, đúng cái luật của các ông. Ở các ông đâu có làm điều đó. Em cảm ơn anh Phương Lê nha, cảm ơn anh. Hoàn toàn không có. Các ông chỉ biết rằng cái điều các ông làm như vậy là mấy cái người đám, cái đám lính của ông, cái bọn thợ tu các ông đó là làm tại nó chứ không phải tại ông. Đưa ra, đem thư ra giáo hội Phật giáo, các ông kêu lên làm việc sơ sơ nhẹ nhẹ thôi. Các ông đâu cần biết nó làm gì kệ mẹ nó. Quan trọng là tiền mày cứ hàng tháng hàng năm mà đem ra giáo hội tao là ok rồi, đầy đủ là được rồi, không cần biết. Cho nên cái nhà chùa, đúng rồi, cái nhà chùa là cái gì? Là cái nơi tôn nghiêm để tu tập, chứ không phải tất cả các nhà chùa để làm một cái hình thức công ty để kinh doanh, được là công ty trách nhiệm. Ví dụ như cái công ty của thằng Thích Nhật Từ, nó làm gì? Thứ nhất, nó mở ra cái hình thức nó bán hàng, tức là hòm đó. Nó bán hàng, nó nói là nó miễn phí, nó mua bán đất đai để nó làm kinh doanh nghĩa trang nha, Thích Từ Từ nha. Cái thứ hai nữa là cái gì? Nó kinh doanh tất cả trong trong cái chùa nó, là mỗi một cái thời gian đó là tới hè tới á, văn bản quy chụp là phải kêu gọi tất cả các Phật tử đem con vào để gọi là gì, khóa tu mùa hè. Cái hình thức là hình thức lợi dụng cái niềm tin của tất cả Phật tử để đi trục lợi cho chính bản thân mình. Rồi tổ chức sự kiện nè, kêu tất cả các Phật tử đi tới.